Một ngày nào đó bạn quá cô đơn, tại sao không thử tâm sự với Google Chat chỉ có trên TV Sony như ở nhà tôi? Ok Google, are you ready? Of course I am. I'm always here for you whenever you need me. And I have a feeling this may be a good time to okay, do something Google. Fun. Am I right? Ok Google. Không cần điều khiển. Dùng Google Chat trên TV Sony để hỏi những câu hỏi tình cảm. Ok Google, hãy tư vấn cho tôi cách tán tỉnh một cô gái. Ta thử nói thế này xem, bạn biết vì sao tôi lại thích từ menu không? Vì trong đó có me and you, yêu đấy. Tư vấn tệ vậy. Tư vấn dở quá thế. Vui lòng không nói chuyện với tôi như vậy. Ôi giời ơi. Okay. May giỏi rồi. May giỏi. Ok. Dạo gần đây tôi có một người em là Hoàng Ơlôn vừa mới chia tay người yêu, buồn lắm. Vậy thì hãy cùng với tôi thử xem TV Google sẽ nói gì. Ok Google, tôi muốn đối phó với nỗi buồn. Tôi có thể kể chuyện cười, kể bạn nghe mấy sự thật thú vị tôi vừa khám phá ra, hoặc chơi đố vui nữa. Bạn thích trò nào không? Sự thật thú vị xem nào. Bạn nghe nhé, tôi đọc được trên báo HuffPost rằng ở một số quốc gia Mỹ Latin, người dân có tục lệ xách vali rỗng không chạy vòng quanh khu nhà mình đang sống vào năm mới. Họ làm vậy là để cầu được có cơ hội du lịch trong tương lai. À, hết rồi. Không, tôi đã cười, vậy là tôi đã vượt qua nỗi buồn. Đó là Google Chat, chỉ có trên TV Sony. Ok Google, bạn đã bao giờ thất tình chưa? Tình yêu chính là cảm xúc kỳ lạ, khi có dành bao nhiêu thời gian với một điều gì đó thì ta cũng vẫn thấy chưa đủ. Đó là điều tôi luôn cảm thấy mỗi khi tìm kiếm thông tin đây. Ồ, thì ra là vậy. Ok Google, tên của tôi là gì? Tên bạn là Hoàng Hu Hu. Đúng, tôi buồn lắm. Okay. Và ngoài ra, chiếc TV Sony này có thể tâm sự ngược lại với bạn, để cho bạn bớt chống trải cô đơn. Ok Google, ngày hôm nay của bạn như thế nào? Hôm nay rất tuyệt, tôi đã đọc về những món ăn ngon nhất dành cho chó. Phòng khi một ngày nào đó tôi được nuôi một chú cún chứ. Biết đâu giấc mơ lại thành sự thật phải không nào? Và đó, bạn đã có một người nói chuyện cùng với ba sàm ba láp một chút. Và đây là một câu hỏi lớn trong lĩnh vực tình cảm. Và có lẽ chúng ta cần một người đủ tri thức để tâm sự cùng. Ok Google, tình yêu là gì? Làm sao định nghĩa được tình yêu, có khó gì đâu. Một buổi chiều, người đến bên tôi, người thủ thỉ, mình quen nhau nhé, thế là yêu. Yes. Vâng, tri thức quá. Đó, bạn hoàn toàn có thể nhờ tư vấn tình cảm với chức năng Google Chat chỉ xuất hiện trên TV Sony. Lại là tôi, lần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sự thông minh của Google Chat chỉ có trên TV Sony bằng những kiến thức cơ bản đến nâng cao. Câu hỏi số 1 dành cho bạn như sau. Bạn có biết YouTuber Long Khoa Học không? Đó là họ hàng của tôi đấy. Chúng tôi vẫn thường gặp nhau vào những dịp sum họp gia đình. Tôi không hề biết là tôi quen nó luôn đấy. Ok Google, tôi có thể gọi bạn là Siri được không? Nó dỗi rồi. Nó dỗi. Nó nghe được ấy, nhưng mà nó không trả lời. Ok Google, tôi thích gọi bạn là Siri. Hey Siri. Làm vậy thì kỳ chết. Ok Google, I love Siri. Ôi thật tuyệt vời, tôi cũng thế. Khoan đã, bạn nói nhầm thôi đúng không? Đúng không? Cả hai con này nó đều dỗi luôn. Và đó chính là sự thân mật tình cảm trong đời sống thưởng thức trên TV Sony. Câu hỏi số 3 dành cho chị Google như sau. Ok Google, phân tích giúp tôi bài sóng được không? Ok Google. Ok Google. Ok Google. Được rồi Google à, màn hình chính. Nếu nó không trả lời được, nó sẽ cung cấp tri thức cho bạn. Còn câu hỏi cuối cùng dành cho chị Google như sau. 1 với 1 là mấy? 1 với 1 là 2. 2 thêm 2 là 4. 4 với 1 là 5. 5 với 5 là 10. IQ quá cao. Câu hỏi số 5 dành cho chị Google như sau. Ai là người phát minh ra máy ảnh? Louis Le Prin và Johann Zahn. Ai là người phát minh ra đàn piano? Bartolomeo Cristofori.
The Francesco. Đó là những câu hỏi thường thức mà chúng ta có thể hỏi trên TV Sony. Chỉ có TV Sony mới sử dụng được AI của Google Chat một cách hoàn thiện đến thế. Nếu như mấy bạn bánh bèo quá thắc mắc xem hôm nay ăn gì, và thay vì việc tra tấn tinh thần của người yêu bạn, hãy hỏi TV Sony của chúng tôi. Ok Google, hôm nay ăn gì? Bún chả đi. Thịt nướng thơm lừng còn hơi khen khét mùi khói, ăn cùng bún mềm ngon và nước mắm chua chua mặn mặn có đu đủ cắt lát giòn tan. Còn gì tuyệt vời hơn thế nữa? Cái sound effect đấy nó không ngon đâu Google ạ. Lần này ban tổ chức chương trình đã gửi về cho tôi một thông tin, đó chính là TV Google rất thông minh còn biết đố ngược lại chúng ta. Vậy thử xem. Ok Google, hãy chơi game giải đố với tôi. Tôi sẽ cho bạn một câu đố và bạn sẽ có vài giây để trả lời trước khi tôi cho bạn biết đáp án. Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa? Sẵn sàng. Chân chẳng đến đất, cật chẳng đến trời, lơ lửng giữa trời mà đeo bị nước. Đố bạn là quả gì? Quả dừa chứ gì? Quả dừa, quả dừa, quả dừa, quả dừa. Quả dừa, quả dừa. Quả dừa. Là quả dừa. Thử câu đố khác nhé. Thôi. Thôi. Thôi, được rồi, đố thế thôi. Chứ đố thêm nhớ đâu tôi không hỏi, tôi không trả lời được là nhục lắm. Nó hoàn toàn có thể hỏi ngược lại chúng ta. Tội gì mà không thử giao tiếp với Google Chat trên TV Sony. Một cái bức thư gửi đến hòm thư của chương trình đến từ bạn H giấu tên. Bạn đấy có nói như sau. Ok Google, tôi cô đơn quá. Giá mà tôi có thể làm gì đó giúp bạn thấy khá hơn. Ví dụ như cho bạn một cái ôm chẳng hạn. Nó có cả gợi ý ôm tôi đi này. Nếu mà bạn cô đơn như bạn Hoàng Chan Bo thì bạn hoàn toàn có thể có các option. Có rất nhiều trạng thái để cô đơn, bây giờ thử ôm nhé. Ôm tôi đi. Giá mà tôi có thể thực sự ôm bạn nhỉ. Nhưng hãy nhớ là lúc nào tôi cũng hết lòng ủng hộ bạn nhé. Tại sao không nói như này ngay từ đầu đi? Bạn sẽ có những phút giây thư giãn với Google. Đây là câu hỏi cuối cùng trong số là Lifestyle đời sống thưởng thức. Ok Google, tôi cô đơn quá, bạn có thể giúp tôi có người yêu được không? Chúng ta có thể thử tìm mấy web hẹn hò online. Bruh. Nhưng đừng quên rằng bản thân bạn đã rất hoàn hảo rồi nhé. Rõ ràng. Không thể phủ nhận. Không thể phủ nhận. Không thể phủ nhận. Nếu bạn là một người trẻ đẹp trai và sáng tạo như tôi thì sẽ cần giao tiếp với TV Sony một cách sáng tạo nhất với những câu hỏi thuộc chủ đề là cần nhiều chất xám. Vậy để xem TV Sony với Google Chat sẽ trả lời như thế nào. Thay vì việc phải thuê nhân viên với giá 8 triệu một tháng thì bạn có thể lấy kịch bản của content như thế này. Ok Google, hãy cho tôi một kịch bản. Ngày xưa có một cậu trợ lý Google nọ. Rồi sau đó cậu ta bị treo máy. Tôi nghĩ là bạn vẫn nên thuê nhân viên. Bạn phải biết cách hỏi thì mới đào sâu được vào trí tuệ của nhân loại. Ok Google, hãy cho tôi một ý tưởng hài hước. Làm clip mà, làm clip. Được bạn nghe nhé. Tí đố tèo, từ mặt đất lên trời, đi hết mấy ngày? Tèo bảo, dễ ợt, 3 ngày rưỡi. Tí hỏi sao tèo biết được? Tèo giảng giải, năm nào nhà mình chả cúng ông Táo ngày 23. Tới ngày 30 lại đón ông Táo về. Chia ra chẳng 3 ngày rưỡi là gì? Ơ, có lý. Có lý thật. Được, cũng được đấy, được đấy. Nói chung là nó sẽ giúp làm cho bạn vui. Nhưng không, đối với tôi, câu hỏi cần phức tạp hơn nữa. Câu hỏi số 3 của chương trình dành cho chị Google như sau. Ok Google, hãy sáng tác cho tôi một bài hát. Ok tôi hát đây, hãy mở loa lên và thưởng thức nhé. Ok luôn. Hát ngay bài ca này. Giai điệu không có tên, tôi chỉ biết đắc hát không có lên. Ôi trời ơi. Nó còn có cả lyric luôn này. Bà xàm thật chứ. Vậy thì hãy thử xem, tôi sẽ đóng vai là một client đến từ phía miền Nam và nói để xem Google có hiểu cái đề bài của tôi không. Ok Google, đọc thử đi xem nào. Đọc sách báo thì tôi chịu, nhưng bạn có thể bảo tôi đọc truyện, đọc thơ hoặc đọc rap cho bạn nghe đấy. Ok Google, ngâm thơ. Một bài thơ dành cho bạn từ tôi, trợ lý Google. Bạn nhờ tôi viết bài thơ. Tôi đang cố gắng thần thơ thành dòng, mong rằng nỗ lực cất công sẽ làm bạn thích, hài lòng bạn nha. Quả làm thơ nào có dễ đâu rồi. Phải biên từng chữ, từng câu, từng từ, thêm vào nhịp điệu tâm tư và thêm tình tiết như biên thư tình. Nhưng bây giờ bạn hãy nhìn, bài thơ tặng bạn thành hình rồi đây. Cho tôi cảm hứng tràn đầy,
để nâng bút lực đong đầy trang thơ. Ây chà, ok hỡi chị Google, bài thơ hay quá một chàng pháo tay. Đúng là TV nhà tôi, cũng là 1910 với chủ đấy. Và theo tổ chương trình của chúng tôi nhận được thì ngoài việc là làm thơ, sáng tác và viết kịch bản thì cái Google Chat này trên TV Sony sẽ có những tính năng sau, đó chính là khả năng nghệ thuật. Ok Google, beatbox đi. Tôi chờ bạn hỏi câu này mãi. Ôi dồi. Ui, được quá nhờ. Ok Google, thế rap xem nào. Tôi chờ câu này mãi. Đấy, nó xin biết. Chào các bạn, tôi là Google. Đi đâu ăn gì, tôi đều chỉ chỗ. Cái đấy là thơ vượn cóc. Bản đồ, trời nóng hay khô, trợ giúp tận tình, khó khăn là zero. Ây dạ. Còn có quả echo delay nữa. Ngoài tiếng Anh ra thì chức năng Google Chat còn có thể dịch được nhiều thứ tiếng khác nhau, bao gồm cả những tiếng rất khó như tiếng Lào, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái, tiếng Ả Rập. Muôn vàn thứ tiếng bạn ơi, cứ Google Chat là dịch được ngay. Với tính năng Google Chat chỉ có trên TV Sony thì bạn hoàn toàn có thể làm được nhiều chủ đề hơn nữa, tùy thuộc vào sức sáng tạo của mình. Bớt cô đơn hơn đi và chúng ta sẽ sống một cách thoải mái hơn. Tuyệt vời lắm. Ok Google, turn off the TV. Okay, turning Sony KD65X80L off.